chị và các bạn thân mến như vậy là năm 2019 đã kết thúc và nền kinh tế Việt Nam đã có những cái điểm sáng đáng ghi nhận thứ nhất là về tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019 đạt 7,02% tăng trưởng giá tiêu dùng tức là trong cái dấu giá tiêu dùng CPI của Việt Nam là tăng 2,73% tăng trưởng tiến dụng thì khoảng 13% và nợ xấu thì 1,89%. Như vậy thì nhiều người đặt ra yeah, những cái nghi vấn, những cái câu hỏi thắc mắc liên quan đến câu chuyện tại sao giá thịt lợn tăng rất là mạnh mà giá tiêu dùng chỉ tăng cả năm có 2,73%. Thì xin được trả lời anh chị và các bạn như sau. Thứ nhất là về cái trọng số tính uh, trong cái chỉ số giá tiêu dùng là thịt lợn thì có trọng số khá là thấp. Bên cạnh đó nữa thì 12 tháng của năm 2019 thì 6 tháng đầu năm thịt lợn giảm giá rất là mạnh do ảnh hưởng của cái dịch uh, gọi là dịch châu Phi gì đấy. Hơn thế nữa thì 6 tháng cuối năm thì tăng mạnh nhưng cân bằng lại với cái mức giảm của đầu năm thì giá thịt lợn cho cả năm về cơ bản là cân bằng. À như vậy thì cái chỉ số giá tiêu dùng 2,73% thì tạm chấp nhận được, không giống như giá xăng dầu khi mà tăng giá mạnh thì ảnh hưởng ngay lập tức đến cái rổ giá tính chỉ số giá tiêu dùng và giá xăng dầu thì thực sự là một trong những cái cái, cái cái thứ hàng hóa mà được gọi là cấp bách cấp thiết không thể không dùng không giống như thịt lợn thì đôi khi chúng ta còn có thể có những cái giải pháp và thay thế do đó thì do đó thì chúng ta cũng cần phải đánh giá lại cho nó đúng như vậy là kể từ năm 2008 đến nay trải qua hơn 10 năm nền kinh tế Việt Nam có rất nhiều những cái thăng trầm đặc biệt là giai đoạn 2008-2012 là một trong những cái giai đoạn thực sự rất nhiều thăng trầm. Các cái chỉ số kinh tế chúng tôi sẽ để trên màn hình anh chị và các bạn cho tiện theo dõi để anh chị có thể có những góc nhìn tổng quan nền kinh tế Việt Nam và cùng với Thắng ơi đưa ra những cái tổng kết cho năm 2019 định hướng 2020 chúng ta sẽ nhìn nền kinh tế sẽ phát triển như thế nào dự báo các cái tăng trưởng của Việt Nam liệu có cán được những cái mốc mà đã đạt được trong những năm vừa qua hay không hy vọng rằng video này đem lại những hiệu ích nhất định cho anh chị và các bạn thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau quan sát trên màn hình cái ba uh, cái chỉ số quan trọng nhất đó là GDP, CPI và tăng trưởng tiến dụng trên màn hình quý anh chị các bạn là số liệu của uh, ngân hàng nhà nước uh, được tổng hợp bởi bitline chúng tôi để nguyên cái nguồn như vậy để anh chị các bạn có thể nhìn thấy thì kể từ năm 2008 tới nay tăng trưởng tiến dụng của chúng ta tăng rất là phập phồng và bất thường đặc biệt là năm 2008 2009 thì cái tăng trưởng tiến dụng của chúng ta thật sự là rất là cao 30 phần trăm có năm lên tới 37,7 phần trăm cho năm 2009 và nếu như anh chị và các bạn có thời gian tìm hiểu thêm ngược dòng thời gian trước năm 2008 thì 2006 2007 tăng trưởng tiến dụng của chúng ta lên tới 40 đến 50 phần trăm thực sự là rất cao à, sau đó thì sau năm 2009 thì tăng trưởng tiến dụng của chúng ta gọi là giảm một cách rất là mạnh lý do để chủ yếu đến từ nền kinh tế của chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn đặc biệt là ngành ngân hàng thì tỷ lệ nợ xấu tăng rất là cao và có những cái bất ổn trong ngành ngân hàng do đó thì cái việc mà giảm tốc về cái tăng trưởng tiến dụng cũng như cái nhu cầu thực tế của tiến dụng giảm xuống nhanh chóng năm 2022 2010 nó chỉ còn đâu đó khoảng tầm 27,6% thôi và đến năm 2012 thì mức tăng trưởng tiến dụng đã đạt một cái mức gọi là mức đáy của 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 tiến dụng là 8,85%. Đây là mức thấp nhất. Sau đó thì bắt đầu tăng trưởng tiến dụng dịch chuyển tăng dần kể từ năm 2012 đến nay thì tăng trưởng tiến dụng mạnh mẽ nhất là năm 2017 với cái mức tăng trưởng tiến dụng là 18,24%. À, tương đồng với mức đó là năm 2016 là 18,25% Như vậy là chúng ta nhìn qua các cái chỉ số trên màn hình anh chị và các bạn thấy là cái tăng trưởng tiến dụng Thì anh chị và các bạn không khó để nhận ra rằng cái xu hướng của thị trường chứng khoán gần như là tương đồng với tăng trưởng tiến dụng à, Giai đoạn 2012 đến 2017 đầu 2018 thì thị trường chứng khoán tăng Chúng tôi để trên màn hình như chị và các bạn luôn cái uh, biểu đồ thị trường chứng khoán Việt Nam tính theo mỗi cây mỗi cây nến trên màn hình là cây là một tháng của chỉ số vn index thì chúng ta thấy cái sự tương đồng khá là là là, là, là trùng lắp với tăng trưởng tiến dụng như vậy là rõ ràng là chúng ta một nền kinh tế mà nó cũng còn đâu đó chưa phải thực sự là một nền kinh tế siêu lớn thì cái tăng trưởng tiến dụng nó đóng vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng của thị trường chứng khoán nói riêng và các thị trường khác kể cả thị trường bất động sản và các các thị trường kinh doanh, các cái hoạt động kinh doanh ngoài thực tế. Và chúng ta cũng không khó để nhìn ra rằng lý do tại sao giai đoạn 2007 là 2008 thì thị trường chứng khoán của chúng ta tăng mạnh như biểu đồ anh chị và các bạn nhìn thấy. Đến cuối năm 2008 thì tăng trưởng tiến dụng hụt hơi từ mức 50% mà tụt về 30% do cộng với câu chuyện là khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì chứng khoán tụt dốc năm 2007 cuối năm 2007 đầu 2008 là giảm rất là mạnh trên màn hình anh chị thấy rồi và năm 2009 là năm mà cái tăng trưởng tiến dụng lại bùng phát trở lại tăng lên tới 37,7% có rất nhiều lý do thì một trong những lý do đó đó là cái gói hỗ trợ lãi suất 4% mà chính phủ đã hỗ trợ nền kinh tế trong cái giai đoạn 2009 thì dẫn đến tăng trưởng tiến dụng tăng 37,7% làm cho thị trường chứng khoán là một năm kiếm tiền nhiều nhất mạnh nhất sung sướng nhất của dân đầu tư chứng khoán năm 2009, đó là một năm được đánh dấu là năm đem lại rất nhiều cái sự gọi là thực sự là sự giàu sang cho dân đầu tư tài chính. Tại thời điểm đó thì thì chỉ số chứng khoán trên màn hình anh chị thấy là có 235 điểm là thấp nhất đầu năm 2009 mà chỉ trong vòng 8 tháng chỉ số chứng khoán đã tăng lên mốc 630 tăng gấp 3 lần so với đầu năm. Trong lòng của thị của thị trường chứng khoán thực sự có rất nhiều những cổ phiếu đã tăng gấp 10 lần trong vòng 8 tháng. Như vậy chúng ta thấy được rằng thậm chí buôn ma túy cũng không kiếm tiền nhanh bằng đầu tư chứng khoán năm 2009. Rất nhiều những cổ phiếu đã kiếm được 10 lần trong vòng 1 năm, chưa đến đến 1 năm anh chị các bạn. Và thưa với anh chị và các bạn thì sau đó thì chúng ta bước vào một cái chu, chu kỳ à, đi kèm với tăng trưởng tiến dụng y à, thì thị trường chứng khoán cũng y ạch theo, nó y ạch từ năm 2010 kéo dài tới năm 2012 Và nhìn trên biểu đồ chứng khoán thì chúng ta thấy được nền kinh tế của chúng ta nó giống y, y, y chang với lại tăng trưởng tiến dụng luôn Và như vậy là chúng ta có thể lấy đây là một chỉ số để có thể dự báo thị trường, dự báo kinh tế trong giai đoạn 2020-2025 à, Cuối video chúng tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề này Thứ hai đó là chúng ta có cái tăng trưởng CPI. Thưa bên chị và các bạn, tăng trưởng tiến dụng nhanh, mạnh giai đoạn 2005-2008. Anh chị và các bạn nên tìm hiểu thêm về tăng trưởng tiến dụng và, và chỉ số giá tiêu dùng trước năm 2008 thêm nữa. Nhưng trong cái thời lượng video thì nó quá dài, chúng tôi không thể đưa ra cho nhiều bạn tham khảo thêm được nữa. À, hy vọng là anh chị và các bạn thông cảm. Thì chúng ta thấy được rằng là CPI năm 2008 tăng tới 26,87%. 26,87 phần 22,97 phần trăm trên màn hình triệu bạn chúng tôi để lại cho những bạn thấy 22,97 phần trăm như vậy là cái việc mà tăng tới 22,97 phần trăm năm 2008 dẫn đến câu chuyện năm này cũng là một trong những năm mà có lãi suất huy động và lãi suất cho vay cực kỳ cao luôn lên các bạn huy động có thời điểm lên tới 20 phần và lãi suất cho vay chạm mốc 30 phần trăm anh chị bạn thực sự là rất cao sau đó thì uh cái lạm phát tụt mạnh vào năm 2009 xuống còn 6,88% từ mức 22, mấy phần trăm còn, còn 6,88% tức là cái việc, vấn đề là gọi là ở đây lạm phát giảm mạnh lý do là bởi vì sức mua và cái nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh dẫn đến chính phủ đã đưa ra cái gói hỗ trợ lãi suất trong cái giai đoạn hiện năm 2009 dẫn đến nó lại là cái vòng lặp của 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 cái vấn đề lạm phát nó đẩy lạm phát tăng ngược trở lại năm 2010 là 9,19% và tăng vọt lên 18,58% năm 2011. Và chính phủ chúng ta lúc này thì đang dối như cây nhẹ. Trong khi là tín dụng thì tăng có 10,9% mà lạm phát thì tăng 18,58% năm 2011. Và đến năm 2012 thì chúng ta thấy rằng là tăng trưởng tín dụng chỉ còn 8,85% nhưng mà lạm phát vẫn tăng rất là cao 9,21% đây là một trong những cái điểm gọi là rất rất là những cái chỉ số rất là xấu cho năm 2012 và đây cũng đánh dấu là đáy của cái xu hướng gọi là suy thoái uh, kinh tế ngắn hạn và anh chị và các bạn nhìn vào những cái cột màu xanh lá đó chính là GDP phần trăm GDP thì năm 2008 thì GDP của chúng ta chỉ tăng 5,68% anh chị thấy rất nghịch lý tăng trưởng GDP thì tăng rất là thấp trong khi đấy tăng trưởng tiến dụng và lạm phát thì rất là cao đây là một điều nghịch lý thực sự là rất nghịch lý luôn sang năm 2009 thì chúng ta thấy được rằng là tăng trưởng GDP có 5,32% mà tăng trưởng tiến dụng lên tới 37,7% lạm phát thì ở mức thấp nhưng mà tăng trưởng tiến dụng cao như vậy mà cũng không làm cho tăng trưởng GDP lên được lý do là bởi vì thực sự là cái nhu cầu về vốn không cần không 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 đi vào cái cái vấn đề sản xuất dẫn đến câu chuyện là tăng trưởng GDP không hề cao một chút nào đấy nhìn vào cái biểu đồ thì chúng ta thấy được rằng là Chúng ta thực sự là khó khăn trong suốt giai đoạn 2008 tới năm 2013, 14 và thưa với anh chị và các bạn là đến năm 2013 thì tăng trưởng GDP của Việt Nam bắt đầu nhích lên sau khi mà gọi là chạm cái mốc thấp nhất tăng trưởng là 5,25 25,25% 5,25% và sau đó nhích dần lên là 5,42% 2013. 5,98% 2014 và tăng vọt 2015, 16, 17, 18 là những năm mà có tăng trưởng trên 6%. 6,68% 2015, 6,21% 2016, 6,81% 2017 và đến năm 2018 thì là 7.08%, 2019 thì 7.02%. Rất hy vọng rằng năm 2020 chúng ta sẽ duy trì được những cái chỉ số khá là đẹp như thế này nhìn vào lạm phát thì chúng ta thấy là đáy lạm phát của Việt Nam tại thời điểm năm 2015 là thấp nhất 0,83%. Đây là một trong những cái chỉ số cũng cho thấy là chúng ta thấy, bước vào một cái chu kỳ gọi là hoàn toàn có cái dấu hiệu câu chuyện sẽ đẩy mạnh thêm cái tăng trưởng tiến dụng và nhìn trên cái cột anh chị có thấy là tăng trưởng tiến dụng là 18 về 25% năm 2016 và à, mức tăng trưởng lạm phát chỉ chỉ có đâu đó khoảng 2,65%. Khi mà 2015 có cái tăng trưởng lạm phát rất là thấp dẫn đến câu chuyện chúng ta cần phải kích cầu và kích cầu chính là thứ tạo ra cái động lực cho thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán chúng ta đã nhìn thấy trước đó rồi đây là những cái chỉ số rất là quan trọng mà chúng ta đã và đang được quan sát cùng với Thắng ơi, cùng chia sẻ với Thắng ơi. Ngoài ra thì chúng ta điểm qua một số cái chỉ số khác liên quan tới quy mô tiến dụng cao hơn GDP. Thực ra thì cái quy mô tiến dụng của chúng ta thì luôn luôn là khá là cao sự là chúng ta là một trong những nền kinh tế mà sử dụng cái đồng vốn thực sự chưa hiệu quả cho lắm do đó thì cái quy mô tín dụng của chúng ta suốt từ năm 2008 đến năm 2018 uh, trên màn hình anh chị và các bạn nhìn thấy thì đều là rất rất lớn riêng năm 2008 thì quy mô tín dụng là 90% 90% GDP 90% GDP còn lại thì uh, tất cả các năm khác đều có quy mô tín dụng sấp xỉ bằng GDP hoặc cao hơn GDP tức là năm 2009 đấy anh chị bạn nhìn trên màn hình đã thấy rồi chúng tôi không có chia sẻ lại đọc lại nữa hơn thế nữa thì cái vốn đầu tư phần trăm vốn đầu tư của chúng ta thực sự là 2008 2009 2010 là những năm mà cái quy mô vốn đầu tư của chúng ta chiếm tới 41,5 phần trăm GDP à, có những năm là lên tới trước đó thì có những năm lên tới 70 phần trăm 60 phần trăm GDP nhiều mà 60 62 phần trăm GDP năm 2006 2007 trước đó và chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta thấy rằng là cái 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 việc mà cái đầu tư cái vốn đầu tư năm 2018 thì chỉ còn đâu đó quanh quanh mức 33% hiện nay chúng ta đang duy trì ở mức khoảng từ 30 tới 35% đầu tư uh, trên GDP và quy mô GDP của chúng ta thì càng ngày càng tăng kể từ năm 2008 là mức GDP chỉ có 99,13 tỷ đô la Mỹ uh, thì đến năm 2018 chúng ta đã cán 240 tỷ đô la Mỹ và năm 2000 2019 chúng ta đạt 270 tỷ đô la Mỹ và nếu tính lại GDP thì chúng ta đạt đâu đó khoảng tầm 300 tỷ đô. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là cái việc mà tăng trưởng GDP của chúng ta như vậy là trên cái tổng quy mô á, tức là cái quy mô GDP tính trên tỷ đô là khá là tốt và hy vọng là chúng ta sẽ có những cái bước thăng hoa trong thời gian sắp tới mạnh hơn nữa với cái dự báo về GDP của chúng ta hoàn toàn có thể tăng mạnh hơn về tổng cái quy mô. Chứ nếu chúng ta khi ý ảnh ở cái mức chung nhiều người cho rằng là 7% là cao thì 7% là cao nhưng 7% của cái gì? 7% của 300 tỷ đô thì thực sự là có mỗi 21 tỷ thôi. Nó rất là thấp so với cái quy mô GDP của toàn cầu hiện nay khoảng tầm 16.000 tỷ thì chúng ta thực sự là cần phải có tăng tốc hơn nữa. Có thể chúng ta sẽ bước vào một cái thời kỳ cái chu kỳ bắt buộc chúng ta phải bước vào cái thời kỳ và chu kỳ có thế thì chúng ta mới cán mốc được với cái 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 cái, cái mức gọi là tăng trưởng GDP quy mô GDP của chúng ta ở cái mức khoảng tầm 1.000 tỷ đô đó mới là câu chuyện mà chúng ta muốn ở kết thúc năm 2030 trong 10 năm tới thì cái định hướng của chúng ta là phải có một cái định hướng rõ nét và cái tầm nhìn chiến lược 2030 bằng mọi cách chúng ta phải đẩy lên được GDP chích hấp xỉ 1.000 tỷ đô thì như vậy thì chúng ta mới thực sự mới sánh vai được với các cái doanh các cái gọi là các quốc gia hàng đầu của khu vực châu Á và đó cũng là cái mong ước cái mơ ước và cũng là cái động lực để anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau làm tốt những việc nhỏ để chúng ta góp phần xây dựng đất nước một vì một Việt Nam hùng cường. Rồi, ngoài cái vấn đề chúng tôi vừa chia sẻ với anh chị và các bạn thì có một cái cái chỉ số nữa chúng ta phải thực sự rất là quan tâm đó là chỉ số dân số và thu nhập bình quân từ năm 2018 đến năm 2018. Và số liệu của chúng tôi thì hiện nay thì thì 2019 thì cũng có rồi. Dân số hiện nay của chúng ta đã cán mốc 90 mấy ạ. 97 triệu và cái thu nhập bình quân của chúng ta thì năm 2019 thì chúng ta có vẻ là, là là cao lên nghe đâu là chỉ số nó nó nằm ở khoảng tầm 112 triệu đồng trên một người à, chúng tôi vừa có một cái số liệu gần đây nhất là như vậy như vậy là tăng cũng khá là nhanh theo cái số liệu thu nhập bình quân uh, triệu đồng trên người trên năm của chúng ta thì như vậy là chúng ta tăng khá là nhanh à, có thể cái số liệu trên màn hình anh chị và các bạn đây là hình như cái số liệu này nó chưa được phù hợp cho lắm nhưng mà nếu tính đến năm 2018 mà chúng ta chỉ đạt có 58,5% mà năm 2019 mà lại lên tới 112 triệu đồng là như vậy là chúng ta có vẻ là tính năng sai ở đâu đó. Thì thôi, cái chỉ số này chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái năng à sorry chị khoản cái năng suất lao động triệu đồng trên người. À chúng tôi nhầm là cái năng suất lao động triệu đồng trên người mới là 112 triệu đồng. Còn cái cái thu nhập bình quân đầu người thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới thì cái năng suất lao động và cái tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta thì hiện nay thì các cái chỉ số này được thống kê bởi B slide thì chúng ta đưa trên màn hình anh chị và các bạn cùng xem vậy là toàn bộ những cái số liệu kinh tế của Việt Nam của chúng ta giai đoạn 2008 2018 và kết thúc năm 2019 thì số liệu kinh tế chúng ta cũng đã nắm sơ qua rồi như vậy là chúng ta chào năm 2020 Kết thúc năm 2019 với rất nhiều những cái tín hiệu đáng mừng, hy vọng rằng là chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới vào một cái giai đoạn là hai con số 2020, 2030 một cái sự thăng hoa của nền kinh tế Việt Nam. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi đem lại những cái hữu ích cho anh chị và các bạn. Đừng quên ấn like, chia sẻ cũng như bình luận tại video này. Nếu được anh chị và các bạn có thể đăng ký để sử dụng nón thắng lợi chơi về giai đoạn Tết âm lịch chúng tôi sẽ tặng anh chị một chiếc nón mà nếu anh chị và các bạn gọi là sử dụng một nón màu đỏ thì sẽ được tặng thêm một nón màu trắng và nếu như anh chị và các bạn sử dụng một nón màu màu trắng thì anh chị và các bạn sẽ được tặng thêm một nón màu đỏ giống như thế này đây là ba chiếc nón màu trắng màu đỏ chúng tôi sẽ gửi cho anh chị và các bạn thì đây là cái mẫu đơn đặt hàng của một số anh chị và các bạn đã đặt chúng tôi rồi thì chúng ta cứ sử dụng một nón thì được tặng thêm một nón anh chị hoàn toàn có thể nhắn tin vào số 0906998805 để đặt nón hoặc là đặt tại được cái đường link để lại ở phần mô tả nội dung của video này thì mỗi chiếc nón hiện nay có giá 168 000 hy vọng là anh chị và các bạn sẽ vừa là ủng hộ cũng như là nhận món quà tặng tết đợi những chiếc nón màu đỏ hoặc là những chiếc nón của TOTV vui vẻ trong cái tết âm lịch sắp tới xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn